Chẳng ai trên đời sinh ra có thể lựa chọn cho mình một hình dáng. Cuộc đời đã cho tôi một gương mặt không xinh đẹp như những cô gái khác. Tôi chẳng oán trách điều đó, bởi dẫu sao đó cũng là hình hài mà bố mẹ tôi trao cho. Từ nhỏ thì mình đã được ba cho đi học đàn piano được 9 năm và cũng song song trong quá trình học đàn thì mình cũng yêu thích ca hát, nên mình vẫn thường xuyên kết hợp giữa hai thứ là vừa đàn vừa hát. Mình xem ca hát là một cái niềm đam mê lớn nhất. Châu Quỳnh là một người rất là đam mê ca hát. Từ hồi học đại học là đã tham gia rất là nhiều cuộc thi, mà cũng tuy là tự ti về ngoại hình nhưng mà vì cái chất giọng cũng trầm ấm cho nên là rất là hay đạt được những cái giải thưởng cao, như là năm 2008 thì Quỳnh đạt được giải nhất tiếng hát học sinh sinh viên toàn quốc, và sau đó về thì tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc. Mình ngồi ở trên sân khấu mình hát thì mình mọi người không có nhìn. Đã có những lúc mà mình cảm thấy cái tài năng không, nó cũng không có đủ, và dù cho mình có hát như thế nào, mình có nhập tâm hay là mình hát thật là truyền cảm thế nào thì mọi người cũng không có đánh giá cao. Nên đã có những lúc là thật sự mình cũng muốn là thôi tạm ngừng cái việc ca hát lại và cũng đi làm như bao nhiêu người thôi, cũng không có muốn tiếp tục cái ước mơ, cái đam mê của mình nữa. Làm nhân viên văn phòng thì mỗi một ngày trôi qua đều rất là nhạt nhòa, cũng không có cảm thấy là cái cuộc sống mình nó vui vẻ, và chỉ có đi làm về nhà cảm giác như là mình cũng chẳng biết mình đang có cái niềm vui gì để mình sống nữa. Vào năm Quỳnh được 23 tuổi, cách đây cũng đã 5 năm rồi, thì là mình bị sỏi mật, cắt túi mật xong thì bắt đầu là mật rất là nhiều mụn, nên là rất là ngại tiếp xúc ở một cái khoảng cách gần với lại bất cứ một ai. Chỉ cần khi mà người ta nhìn thẳng vào mặt mình là mình đã ngại rồi, mình cũng muốn đứng xa người ta ra. Và thậm chí là khi mà đứng ở một cái nơi nào đó quá sáng cũng vậy. Bạn bè có động viên, cũng động viên rất là nhiều, có ủng hộ, nhưng mà tự ti thì vẫn cứ tự ti thôi. Tránh gặp bạn bè qua cũng không có cho gặp, đến nơi thăm luôn, thấy mất tích thì cũng lo lắng, đến nơi hỏi thăm thì lại không chịu gặp bạn bè, trốn luôn. Bởi vì sống mình, ngay cả mình nhìn mình còn thấy chán nữa. Chưa bao giờ hy vọng rằng là sẽ có một người, sẽ có một câu chuyện cổ tích xảy ra là một người xấu xí lại được một người yêu thương hết lòng. Chưa bao giờ mình dám nghĩ tới điều đó. Nhìn cái mặt mình còn không muốn nhìn nữa thì mình nghĩ là ai lại muốn nhìn. Tuyệt vọng, rất là tuyệt vọng. Và thật sự là đã rất là nhiều lúc là có cái ý định là muốn chết. Rất là nhiều lúc, rất là làm có cái ý định là có chết. Chết. Nhưng mà bởi vì cuộc sống thì không phải đơn giản như vậy, nhưng sống cái là chết. Xấu thì mình cũng vẫn phải tiếp tục, bởi vì mình còn nhiều cái trách nhiệm với gia đình. Không thể nào mà bởi vì mỗi một cái việc là mình xấu mà mình chết. Nhưng mà mình thật sự là sống mà không cảm thấy vui gì cả.